Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilea, và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ người cũng được mời dự tiệc cưới, và bỗng thiếu rượu. Mẹ Chúa Giêsu nói với người: họ hết rượu rồi. Chúa Giêsu nói với mẹ: hỡi bà, tôi với bà có can chi đâu, giờ tôi chưa đến. Mẹ người nói với những người giúp việc: hễ người bảo gì thì cứ làm theo. Ở đó có 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy của người Do Thái, mỗi chum đựng được 2 hoặc 3 thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: hãy đổ nước đầy các chum. Họ đổ đầy tới miệng, và Chúa Giêsu bảo họ: bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc. Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử, nước đã hóa thành rượu. Ông không biết từ đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang mà nói: ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi khách nhà nhà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông lại giữ rượu ngon tới giờ này. Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilea, và đã tỏ vinh quang người, và các môn đệ người tin người. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, suốt gần 3 tháng qua, hàng ngày trên các phương tiện truyền thông, truyền thanh, truyền hình, anh chị em nghe rất nhiều tin tức phóng sự về cái cuộc chiến vô cùng khốc liệt tại Đông Âu giữa nước Nga và nước Ukraine. Tuy không phải cái cuộc chiến diễn ra trên quê hương đất nước chúng ta, nhưng chúng ta cũng có thể cảm nhận được những cái đau đớn mà cả hai dân tộc hiện nay phải trải qua. Không thể tưởng tượng với những cái vũ khí hiện đại như ngày nay, người ta lại có thể tiêu diệt và tàn phá lẫn nhau một cách ghê gớm như thế. Anh chị em thấy trên màn ảnh truyền hình, những cái thành phố của Ukraine hoàn toàn tan hoang với cái sự công phá của pháo kích rồi của bom đạn từ trên trời rơi xuống do không quân của quân đội nhân dân của nước Nga trút xuống trên cái thành phố của người Ukraine. Nếu mà chúng ta tìm hiểu sâu thì chúng ta sẽ thấy điều này. Cả hai bên, nước Nga cũng như nước Ukraine, đều là những người Kitô hữu. Nước Nga thì là một nước theo đạo chính thống là đa số, mà chúng ta cũng biết chính thống cũng là Kitô hữu, chẳng qua là họ tách ra từ giáo hội Công giáo, họ vẫn giữ nguyên cái giáo lý của đạo Công giáo. Còn nước Ukraine thì có 2 thành phần, một nửa là chính thống, một nửa là Công giáo. Trước khi lên đường ra trận thì họ xin cha tuyên ý ban phép lành cho họ để họ chiến thắng. Mà chiến thắng nghĩa là sao? Giết người anh em Kitô hữu của mình. Đó là một cái điều vô cùng đáng buồn. Anh em huynh đệ tương tàn, con cùng một Chúa, chém giết lẫn nhau. Và mỗi ngày như vậy thì người ta ước chừng là cái cuộc chiến tranh này nó tiêu hết 7 tỷ Mỹ Kim. 7 tỷ Mỹ Kim anh chị em chỉ cần nhân lên từ Việt Nam thì biết cái số tiền nó là bao nhiêu.
Và mãi cho tới nay, người ta cũng không biết là khi nào cuộc chiến này nó sẽ kết thúc, nó sẽ kết thúc ra sao. Và cuối cùng thì dân tộc nào là cái dân tộc chiến thắng? Chỉ biết rằng cái tương lai không hề sáng sủa, bên nào thua cũng phải chịu cái thiệt thòi, là bên kia họ sẽ o ép, họ sẽ đàn áp và phải gánh chịu bao nhiêu cái thiệt thòi. Đó là cái hậu quả của chiến tranh, đó là cái hậu quả của hận thù con người, đó là cái hậu quả của những người Kitô hữu không sống tình bác ái huynh đệ mà Chúa Giêsu đã dạy. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta cử hành thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima. Đức Mẹ Fatima cũng đã là nhân chứng của những cái biến cố vô cùng khốc liệt như thế. Vào năm 1917, Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Đó là lúc thế giới đang lâm vào một cái cuộc đại chiến, gọi là đại chiến lần thứ nhất, từ năm 1914 đến năm 1919. Rồi ngay sau đó, thế giới lại lâm vào một cái đại chiến thứ hai, năm 1939 đến năm 1945. Và có nhiều nhà bình luận, phân tích và cho rằng cái thế giới hiện nay đang còn có cái nguy cơ là sẽ bị lao vào một cái cuộc thế chiến thứ ba. Mà thế chiến thứ ba là một cái thế chiến nó sẽ khủng khiếp hơn hai cái cuộc đại chiến lần trước. Chúng ta biết là để kết thúc cái trận đại chiến lần thứ hai thì nước Mỹ đã thả hai quả bom nguyên tử xuống nước Nhật ở thành phố Hiroshima và Nagasaki. Trong vòng tích tắc, hàng trăm ngàn người đã trở thành tro bụi. Nhưng cái thời điểm năm 1945 với hai trái bom nguyên tử đó không sẽ không là gì so với cái cuộc thế chiến thứ ba có thể xảy ra. Thậm chí có người cho rằng nếu bên phía Nga lẫn Ukraine lẫn cái khối NATO, tức là bên cái phe đối lập của nước Nga, mà dùng vũ khí hạt nhân thì có khi cả trái đất này sẽ bùng nổ và cũng sẽ trong tích tắc thế giới này sẽ biến mất. Người ta tính trong lịch sử của nhân loại chưa bao giờ con người có nổi 2 phút hòa bình, thường xuyên ở trong chiến tranh. Đó là một cái mặt đất rất đáng buồn, không phải chỉ ở bên Đông Âu, bên Nga, Ukraine mà thôi. Ở Việt Nam của chúng ta thì cái hồ sơ Đài Loan, cái hồ sơ Biển Đông cũng là những cái hồ sơ có thể đưa chúng ta vào chiến tranh bất kỳ lúc nào. Đó là một cuộc sống rất là bất bình mà không biết đến khi nào chúng ta mới có được hòa bình. Chúng ta đang còn ở trong mùa phục sinh, và tinh thần của mùa phục sinh đó là sức sống, đó là niềm vui. Niềm vui Chúa đã sống lại sau bao nhiêu là tai ương đổ xuống nhân loại và đổ xuống cuộc đời của Ngài. Và cũng trong tinh thần đó, chúng ta vừa nghe lại cái câu chuyện Chúa làm phép lạ ở tiệc cưới Cana. Nếu mà chúng ta tham khảo nhiều thì chúng ta sẽ biết được cái điều này. Đây là cái phép lạ đầu tiên Chúa Giêsu thực hiện trong cuộc đời công khai của Ngài. Ý nghĩa của phép lạ này là gì? Thưa anh chị em, đó là niềm vui. Ngài đem niềm vui cho một cái tiệc cưới đã hết rượu. Chúng ta có thể quảng diễn ra rằng cái niềm vui có thể bị cắt đứt bất kỳ lúc nào. Và cái đám cưới trở thành một cái chuyện tai tiếng, rằng cưới với hỏi gì mà rượu cũng không đủ mà uống. Chúa Giêsu đã cứu những người trong cuộc đó khỏi cái tai tiếng đó. Nhưng cái điều quan trọng là cái thông điệp của Chúa cũng như cuộc đời của Ngài là để đem lại cái niềm vui cho nhân loại, cách riêng là cho những người có mặt trong cái tiệc cưới đó.
Và đó là một cái bài học rất đáng giá cho chúng ta khi mà chúng ta thấy rằng thế giới lúc nào cũng đang ở trong chiến tranh. Và nếu gần gũi chúng ta hơn thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái điều này. Cuộc đời của chúng ta không là bao vắn vỏi thôi, cùng lắm là 80 năm hay là trên nữa thì 100 năm là cùng thôi. Mà xem ra thì cái chuyện buồn nhiều hơn là chuyện vui. Có nghĩa là chúng ta đang cần cái niềm vui đó. Niềm vui đó không thể tìm ở cái chỗ nào khác được. Trở lại cái câu chuyện cuộc chiến ở Đông Âu, không biết là nước Nga hay là nước Ukraine có cái chính nghĩa của mình, bên này tố bên kia, không biết bên nào là sự thật. Rồi cái khối chống lại nước Nga là cái khối NATO gồm các nước Âu Châu và do nước Mỹ cầm đầu, không biết là họ có chân lý hay không. Dò dẫm tìm đường không có chân lý. Cho nên Chúa Giêsu khi Ngài tự xưng là con đường, là sự thật, là chân lý và là niềm vui, đó là một điều rất ý nghĩa cho chúng ta. Ngày hôm nay đây chúng ta quây quần nhau chung quanh Đức Mẹ để chúng ta hãy xin với Đức Mẹ ban cho chúng ta niềm vui, đang khi thế giới chỉ tiêu tiền cho vũ khí, cho chiến tranh, đang khi thế giới chém giết nhau, chúng ta là những người con của Chúa, chúng ta là con của Đức Mẹ. Chúng ta phải tìm cho bằng được cái niềm vui mà Chúa hứa cho chúng ta qua cái cuộc phục sinh của Ngài. Cái niềm vui mà Chúa đã hứa cho nhân loại qua cái câu chuyện của tiệc cưới Cana hôm nay. Thưa anh chị em, nếu chúng ta cứ để cho cuộc đời chúng ta bị xâu xé bởi nhiều cái nỗi khổ, nào là chúng ta bị thất bại trên đường đời, nào là chúng ta bị người thân phản bội, nào là chúng ta mang đủ thứ bệnh tật, nào là chúng ta không biết ngày mai sẽ ra sao, thì có lẽ chúng ta cũng là những người thất bại trên đường đời. Một cuộc đời thành công là một cuộc đời có được cái niềm vui. Vậy chúng ta hãy xin Chúa Giêsu phục sinh ban sức mạnh cho chúng ta. Nhất là chúng ta hãy xin với Đức Mẹ bao phủ cuộc đời của chúng ta bằng cái phép lạ Cana mà chính Mẹ là người đề xuất với Chúa Giêsu. Mẹ cũng nói với chúng ta là Ngài bảo gì thì các con hãy làm theo. Chúng ta cũng là những người đang lúng túng về rất nhiều chuyện đời. Chúng ta chỉ cần đặt mình dưới cái ánh sáng của lời Chúa, của giáo huấn của Chúa Giêsu, thì lập tức chúng ta sẽ có sự bình an. Đường đời của chúng ta vẫn tiếp tục và chuyện đời của chúng ta vẫn rắc rối. Nhưng nếu mà chúng ta gửi trọn cái sự tín nhiệm của chúng ta đối với Chúa Giêsu và đối với Mẹ Maria, là cái người mẹ đã kêu gọi thế giới tại Fatima rằng hãy ăn năn đền tội, hãy siêng năng lần nạt mân côi. Chúng ta tin tưởng vào Đức Mẹ bởi vì Đức Mẹ luôn luôn quan tâm tới cái nhu cầu của bất kỳ ai có mặt ở trong cuộc đời của Đức Mẹ, như Đức Mẹ đã can thiệp ở tại tiệc cưới Cana. Tôi cầu chúc cho anh chị em ngày hôm nay tìm được cái sự trông cậy nơi Đức Maria. Tôi cũng cầu chúc cho tất cả những nguyện vọng mà anh chị em, những người hành hương về đền thánh Fatima Bình Triệu hôm nay có thể khám phá nơi Đức Mẹ, và khi trở về thì đem theo cái niềm bình an Đức Mẹ ban cho mỗi người chúng ta. Amen. Khi chúng ta mừng lễ Đức Mẹ vào ngày 13 hàng tháng, nhất là vào ngày 13 tháng 5 hay 13 tháng 10, chúng ta tìm đến với Mẹ Maria, chúng ta tìm gì nơi Mẹ? Có lẽ chúng ta trước tiên trình bày với Mẹ tất cả những cái mà chúng ta đang ưu tư ở trong cuộc đời của mình, những điều mà chúng ta mong muốn.
Nhưng trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe, có lẽ chúng ta còn nhận nơi Đức Mẹ điều còn cao quý hơn cả. Bởi vì đó chính là cuộc đời của Đức Mẹ, cái kinh nghiệm về đời sống đức tin mà Mẹ đã đi ở trong hành trình trần thế của Mẹ. Quả thật với những dòng tường thuật mà Thánh Luca để lại cho chúng ta trên trang tin mừng hôm nay, một mẹ Maria của một gia đình đạo đức, đó là điều đầu tiên chúng ta ghi nhận. Bởi vì Thánh Luca nói hàng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Đó là một cái bối cảnh gia đình mà ngày nay chúng ta cũng mong muốn thấy ở trong đời sống gia đình của từng người chúng ta, một gia đình đạo đức. Cho nên thường xuyên đến với Thiên Chúa, tìm đến với Thiên Chúa để tôn vinh Ngài, để cầu nguyện với Thiên Chúa. Cho nên không phải chỉ là lâu lâu một lần hay trong đời một vài lần, mà là hàng năm. Cho nên chính từ đó mà chúng ta sẽ thấy cái tâm tình của mẹ Maria và cái ước muốn của mẹ Maria. Để chính nhờ cái ước muốn trong tâm tư đó của mẹ mà hướng dẫn cho chính tâm tư của chúng ta. Chúng ta muốn gì ở trong đời sống của chúng ta, và đời sống đức tin của chúng ta đối với Thiên Chúa có thúc đẩy chúng ta đến với Thiên Chúa một cách thường xuyên như mẹ Maria đã sống. Có lẽ chúng ta còn nhiều khó khăn, nhưng nhiều khi những cái khó khăn, cả những khó khăn bên ngoài, cả những khó khăn ở trong tâm hồn của chúng ta, đôi khi nó lại là những cái bước cản cho chúng ta đến với Chúa một cách thường xuyên. Nên chính từ đó mà ngày hôm nay chúng ta nhận được nơi mẹ điều gì? Đó là lòng kiên trung của một lòng tin. Cái đời sống đạo đức mà mẹ đã diễn tả qua cái việc hàng năm lên Jerusalem để cử hành lễ vượt qua của người Do Thái cùng với cái cộng đoàn người Do Thái. Từ đó mà cho chúng ta thấy cái nhiệt thành, cái lòng nhiệt thành, cái sự kiên trì của mẹ Maria trong đời sống đức tin là một cái bài học cho chúng ta, để chúng ta không bị tất cả những cái trở ngại bên ngoài hay những cái lo âu sầu muộn ở trong cuộc đời không làm cho chúng ta đến với Chúa. Đó là điều thứ nhất, lòng nhiệt thành trong đời sống đức tin của mẹ Maria. Tuy nhiên điều mà làm cho chúng ta không khỏi thắc mắc, đó chính là vì sao một đời sống đạo đức như thế mà lại vẫn gặp những sự bất trắc xảy ra, vẫn gặp những cái nguyên nhân làm cho gia đình phải lo âu, phải sợ hãi. Cái sự kiện mà lạc mất Đức Giêsu khiến cho cha mẹ của người phải lao đao tìm kiếm, nó thể hiện cho chúng ta rất nhiều điều. Mà điều đầu tiên ở trong mối tương quan gia đình, đó chính là những cái lo âu của chúng ta. Có những cái lo âu rất cụ thể khi mà trong gia đình của chúng ta một người thân hay thậm chí là một đứa con nó lạc đường, chúng ta làm gì? Nó lạc đường không phải chỉ là nó không biết đường, mà là lạc đường, là mất phương hướng của cuộc sống. Khi nó rơi vào trong những hoàn cảnh theo cái sự xúi dục rủ rê của bạn bè bên ngoài, nó bỏ bê cái đời sống đức tin, bỏ bê cái đời sống đạo đức, hoặc thậm chí còn đi xa hơn, nó hút, nó chích ma túy, nghiện ngập, thì từ đó chúng ta sẽ thấy lạc mất. Lạc mất một người thân, lạc mất một đứa con trong gia đình, chúng ta làm gì? Chúng ta cảm nghiệm như thế nào? Và vì thế mà chính Đức Maria trong những cái bước chân tìm kiếm Chúa Giêsu cùng với Thánh Giuse, chúng ta sẽ thấy được tâm tình của mẹ, và chúng ta học lấy cái bài học kinh nghiệm của mẹ. Đó chính là
điều đã diễn ra, xảy ra trong cuộc đời của mẹ Maria lạc mất một người con và cha mẹ không hề hay biết. Có lẽ đối với chúng ta cũng thế. Đôi khi trong cuộc sống của chúng ta, hoặc là vô tình hoặc là hữu ý, chúng ta lạc mất Chúa mà chúng ta không biết. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình vẫn sống như thế, một cách gọi là an tâm, một cách gọi là bình thản. Nhưng mà khi trong đó cuộc đời của chúng ta đã lạc sang một cái hướng khác, chúng ta tìm kiếm điều gì khác hơn là tìm kiếm Chúa Giêsu. Ở đây mẹ Maria lạc mất Chúa Giêsu và mẹ đã tất tả đi tìm cho đến khi tìm được. Ê, trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta hãy xin mẹ cho chúng ta cũng như mẹ là mau mắn thức tỉnh trước điều cao quý ở trong đời sống của chúng ta, lạc mất Chúa. Và cũng như mẹ, chúng ta cũng phải nỗ lực để mà tìm cho đến khi tìm thấy được, tìm gặp lại. Thường chúng ta rất hay bỏ cuộc. Nên chính vì thế mà ngày hôm nay hãy xin mẹ cho chúng ta cái sự kiên trì tìm kiếm Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Tìm để thấy được Chúa, không chỉ là bằng cái mối liên kết của chúng ta với Chúa, một mối liên kết nặng tình cảm, một mối liên kết sâu nặng mối yêu thương, nhưng mà một cái mối liên kết đức tin, để chúng ta có được Chúa đồng hành với chúng ta ở trong cuộc sống mỗi ngày. Điều thứ ba nơi Đức Maria trong một chuyến hành trình rất đạo đức này: tìm kiếm Chúa ở đâu? Có lẽ đó là một câu hỏi ở trong cái rất lớn ở trong cái cuộc sống của chúng ta đặt ra thường xuyên. Chúng ta cũng muốn tìm kiếm Chúa, muốn tìm kiếm sự bình an, muốn tìm kiếm một cái cuộc sống tôi không mơ giàu sang, tôi không mơ xa hoa, tôi chỉ mong muốn có một cái đời sống an bình, một cái hạnh phúc rất êm đềm, rất bình dị trong gia đình. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn đây, cái sự tất tả đó, tìm kiếm ở đâu? Thánh Luca nói đó là sau một ngày đàn, hai ông bà tìm kiếm người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết nhưng không gặp thấy người. Cái kinh nghiệm rất quý cho chúng ta. Bởi vì thường khi chúng ta gặp phải những bất trắc trong cuộc sống, chúng ta tìm ai? Những bạn bè thân thiết, những thân quyến trong gia đình để chúng ta chia sẻ tâm tư, mong được sự nâng đỡ. Hay chúng ta tìm kiếm nơi các cái phương thế, những cái phương thế mà trần gian sẵn có cho chúng ta, để chúng ta giải quyết cái vấn đề gia đình của mình. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ thấy những nơi đó hai ông bà đã không tìm gặp được Chúa Giêsu. Chúng ta có thể tìm gặp được nhiều thứ, nhưng Chúa Giêsu thì không có ở đó. Và vì thế chính hai ông bà phải tìm lại nơi đền thờ Jerusalem để thấy Chúa Giêsu đang ở đó. Cho nên tìm kiếm Đức Giêsu, chúng ta tìm nơi mà người đang cư ngụ giữa chúng ta. Không phải là chúng ta đi chạy tìm những điều mà chúng ta muốn, mà hãy để cho chính Thiên Chúa dẫn dắt chúng ta đến với Ngài. Nơi đó chúng ta được gặp Ngài, và chính cuộc gặp gỡ đó đem lại sự bình an cho cuộc sống của chúng ta. Điều thứ tư đó chính là đau khổ. Có lẽ ở trong cái cuộc sống của chúng ta cũng có ít nhiều cái đau khổ. Đau khổ phần xác, bệnh tật, tuổi tác, hay đau khổ trong cái cuộc sống, công ăn, việc làm, vân vân. Nhưng cái đau khổ đó chính là đau khổ về mặt tâm linh, đau khổ trong tâm hồn của chúng ta. Cho nên như Đức Maria đã diễn tả,
Con ơi, sao con làm cho chúng ta như thế? Cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con, đau khổ. Nên từ đó mà chúng ta học được bài học đau khổ mà mẹ Maria đã trải qua. Chúng ta sống cái sự đau khổ đó như thế nào? Chúng ta đi qua đau khổ đó như thế nào? Cho nên từ đó mà chúng ta thấy cái sự đau khổ khi lạc mất Chúa Giê-xu và không biết đường để mà tìm gặp người. Cho nên chính cái thời gian mà bôn ba chạy tìm đó đau khổ, mà còn đau khổ hơn nữa vì không hiểu được chuyện gì xảy ra. Chúng ta sẽ thấy Đức Maria tìm gặp được Đức Giê-xu và đưa ra những lời trách cứ như thế. Nhưng Đức Giê-xu trả lời: cha mẹ không biết con phải lo công việc của cha con sao? Và hai ông bà không hiểu là người nói gì. Có phải chúng ta hiểu tất cả những gì xảy đến cho chúng ta trong cuộc sống? Chúng ta không hiểu đâu. Và chính cái không hiểu lại là cái làm cho chúng ta đau khổ nhất. Ta không hiểu tại sao nó xảy đến với mình như thế. Không hiểu tại sao nó xảy đến với gia đình mình như thế. Mình đã cố gắng sống tốt, mình đã cố gắng làm tất cả mọi sự để có được một cái đời sống bình an. Nhưng mà rồi bất chợt một cái sự việc xảy đến, một xuất hiện của một con người, hay có lẽ là cơn bệnh tật, những cái khủng hoảng bên ngoài nó xảy đến. Như cái dịch Covid mà chúng ta thấy vừa qua, tổng đâu nó xảy đến, đau đau bao nhiêu gia đình, làm đau khổ biết bao nhiêu gia đình. Hay là những cái công ăn việc làm sau đại dịch cũng vậy, làm cho bao nhiêu người phải đau khổ. Đó chính là cái điều mà chính Đức Maria cũng đã sống ở trong đời sống của mẹ. Vì thế chúng ta cũng hãy như mẹ sống như thế nào. Mẹ Maria ghi nhớ tất cả những sự việc đó trong lòng. Đó chính là đi vào ôm tất cả những cái sự kiện, dù những cái sự kiện đó nó diễn ra theo ý mong muốn của mình, hay là những diễn ra, những sự việc nó diễn ra trái ý của mình. Tất cả những việc đó Đức Maria ôm ấp trong lòng của mẹ. Một tấm lòng tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, nhưng cũng là một tấm lòng yêu mến Thiên Chúa. Và chính khi mà ôm ấp những cái sự kiện đó trong lòng của mẹ và nhờ Thánh Thần nơi mẹ soi sáng cho điều mà mẹ cần phải sống, phải làm, đó cũng là điều cần thiết cho chúng ta. Chúng ta không phản ứng thường khi chúng ta gặp những cái chuyện trái ý. Chúng ta sẽ phản ứng ngay lập tức. Nghe một cái lời trái ý, chúng ta phản ứng ngay lập tức. Gặp những cái sự việc trái ý, chúng ta phản ứng ngay lập tức. Chúng ta đối kháng lại ngay lập tức. Và đó chính là chúng ta hãy học lại nơi mẹ. Một cái tấm gương khiêm tốn, một cái tấm gương hiền lành, một cái tấm gương dám chấp nhận, dám cưu mang tất cả những cái đau khổ, tất cả những cái bất trắc, tất cả những điều trái ý ở trong lòng của mình một cách sâu lắng, với niềm tin, với lòng mến đối với Thiên Chúa. Và cuối cùng, đó chính là điều mà tất cả gia đình chúng ta mong muốn. Đó là một cái cuộc sống đoàn tụ, một cuộc sống đoàn tụ, mọi người quay về với nhau. Bây giờ Chúa Giê-xu theo hai ông bà trở về Nazareth, người vâng phục hai ông bà. Ngài lớn lên trong khôn ngoan, trong tuổi tác, trong ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta. Đó chính là nhờ cái đời sống đi theo đức tin một cách trung kiên. Cho nên việc mà Đức Giê-xu Ngài đã lớn lên trong một mái ấm gia đình có cha, có mẹ, không phải chỉ có một mình mình, một mình Ngài. Thường đôi khi trong đời sống gia đình của chúng ta, chúng ta hay sống như thể là chỉ có mình. Chúng ta muốn tất cả mọi sự theo cái ý mình, như thể là trong gia đình chỉ có mình. Và trong xã hội cũng vậy, chúng ta sống với tất cả mọi người, trong giáo xứ cũng vậy, chúng ta sống với nhiều người, với cộng đoàn, với giáo hội. Nhưng mà nhiều khi chúng ta sống
chỉ có mình, chỉ muốn mình và chỉ muốn quyết định tất cả mọi sự theo ý mình. Còn ở đây là tất cả mọi người đều sống chung với nhau, liên kết với nhau, yêu thương nhau, lắng nghe nhau. Bây giờ người theo hai ông bà trở về Nazareth, người vâng phục hai ông bà. Đó là cái vai trò của từng người ở trong đời sống. Nên ở trong gia đình của chúng ta cũng vậy. Để chúng ta học nơi mẹ Maria, chúng ta xây dựng một gia đình có liên đới với nhau. Để rồi chính nhờ đó mà từng người trong gia đình và tất cả gia đình của chúng ta được lớn lên, được phát triển, không phải chỉ là về mặt xã hội, về mặt trần gian, lớn lên trong sự khôn ngoan, tuổi tác và nhất là ân sủng trước mặt Thiên Chúa và trước mặt người ta. Đó chính là cái con đường mà mẹ Maria dẫn chúng ta đi. Cho nên ngày hôm nay khi chúng ta đến với mẹ Maria, xin mẹ không chỉ là dạy cho chúng ta những bài học kinh nghiệm đáng quý cuộc đời của mẹ, xin mẹ hãy cùng đi với chúng ta ở trong cái cuộc sống này, cho từng người chúng ta, cho gia đình của chúng ta, để chính mẹ là người nhắc nhở chúng ta, chính mẹ là người động viên chúng ta, an ủi chúng ta, chính mẹ là người thúc đẩy chúng ta để chúng ta cũng như mẹ tiến bước trong cuộc đời này theo thánh ý của Thiên Chúa, để mỗi ngày tất cả chúng ta như Đức Giêsu được nuôi dưỡng và lớn lên trong ân sủng của Thiên Chúa. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em và các bạn trẻ rất thân mến, hôm nay là ngày 13 tháng 5, chúng ta kính nhớ Đức Maria hiện ra ở Fatima, Bồ Đào Nha. Ngày 13 tháng 5 năm 1917 cũng là lần đầu tiên Đức Mẹ Maria hiện ra với ba trẻ Lucia, Francisco và Jacinta ở làng Fatima, Bồ Đào Nha. Và năm lần liên tiếp sau đó, Đức Mẹ Maria cũng đều hiện ra với ba trẻ này ở Fatima. Đó là ngày 13 tháng 6, 13 tháng 7, 13 tháng 8, 13 tháng 9 và 13 tháng 10 năm 1917. Và đây cũng là lý do mà tất cả các giáo xứ ở trong tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đều cử hành lễ kính Đức Mẹ Maria hiện ra ở Fatima vào ngày 13 mỗi tháng. Kính thưa cộng đoàn, khi hiện ra ở Fatima, Bồ Đào Nha, Đức Mẹ Maria đã để lại cho thế giới cũng như cho tất cả chúng ta sứ điệp Fatima. Sứ điệp đó chính là hãy ăn năn sám hối, cải thiện đời sống, hãy tôn sùng trái tim mẹ và hãy siêng năng lần hạt mừng côi. Tháng nào chúng ta cũng đi lễ kính Đức Mẹ Maria hiện ra ở Fatima, Bồ Đào Nha vào ngày 13. Vậy tại sao Đức Maria lại để lại cho chúng ta sứ điệp Fatima đó? Không biết quý bạn chị em có ai biết được lý do? Tháng nào mình cũng tham dự thánh lễ mẹ Fatima hết. Vậy thì tại sao mẹ lại để lại cho thế giới cũng như tất cả chúng ta sứ điệp Fatima? Bây giờ chúng ta bước vào câu hỏi thứ nhất. Tại sao trong sứ điệp Fatima, Đức Mẹ Maria lại kêu gọi chúng ta là hãy ăn năn sám hối, cải thiện đời sống? Đức Mẹ đã kêu gọi tất cả chúng ta cũng như toàn thế giới điều này là bởi vì ngày 13 tháng 10 năm 1917, khi hiện ra ở Fatima, Đức Mẹ đã nói cần kiếp phải ăn năn sám hối, cải thiện đời sống, bởi vì con người đã phạm tội quá nhiều, con người đã xúc phạm đến Thiên Chúa quá nhiều.
con người phải ăn năn sám hối. Và như chúng ta cũng đã biết, sứ điệp đầu tiên mà Chúa Giêsu rao giảng khi người thi hành sứ vụ công khai của người ở trần gian, đó chính là lời mời gọi sám hối. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng, vì nước trời đã đến gần. Và trong suốt hành trình rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu ở thế gian, lời kêu gọi sám hối vẫn luôn vang vọng, có thể nói là vang vọng cả khắp bốn sách tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Trong đó, Chúa Giêsu còn cho chúng ta biết sám hối là điều kiện để chúng ta được sống. Trong tin mừng thuật lại là khi người ta đến báo với Chúa Giêsu là có những người Galilee, 18 người bị tháp Siloác ngã xuống đè chết. Thì Chúa Giêsu đã nói nếu các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Cho nên sám hối là điều kiện tiên quyết để được sống và để được sống muôn đời. Thánh Gioan Maria Vianney cũng đã nói sám hối cần thiết với con người như hơi thở cần cho mạng sống vậy. Và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị trong bài giảng ngày lễ Đức Mẹ Fatima vào năm 1982, ngài đã nói sứ điệp nền tảng và cốt yếu nhất của sứ điệp Fatima đó chính là sám hối. Đức Mẹ đã nhận ra dấu chỉ của thời đại và mời gọi chúng ta sám hối. Lời mời gọi sám hối là một lời mời gọi từ mẫu, nhưng đó cũng là một lời mời gọi đầy sức mạnh và quyết liệt. Hiện nay thế giới mà chúng ta đang sống đang xảy ra chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Có thể nói đây chính là cuộc chiến của cả thế giới, bởi vì một bên là những quốc gia ủng hộ Nga và một bên là những quốc gia ủng hộ Ukraine. Chỉ có một số ít quốc gia là ở vào thế trung lập. Chúng ta tự hỏi là tại sao đến ngày hôm nay, năm 2022 rồi mà thế giới vẫn còn chiến tranh. Thưa là bởi vì có người ta ngày hôm nay vẫn luôn bạo ý, bạo ngôn rồi bạo hành. Mà có người ta ngày hôm nay không chịu sám hối, thay vì làm những điều đó thì có người phải đáng lẽ là ái ý, ái ngôn và ái hành. Cho nên sứ điệp sám hối của sứ điệp Fatima vẫn là một sứ điệp mang tính thời sự cho tất cả chúng ta và cho toàn thế giới hôm nay. Chúng ta bước vào câu hỏi thứ hai: tại sao Đức Mẹ lại kêu gọi chúng ta là hãy tôn sùng trái tim Mẹ? Thưa, bởi vì trái tim của Mẹ là trái tim vô nhiễm nguyên tội. Nơi trái tim của Mẹ đã phát xuất ra lời xin vâng với thánh ý của Thiên Chúa, với chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Và từ lời xin vâng đó, Đức Mẹ đã đi trọn với Chúa Giêsu, con của Mẹ, trên con đường khổ nạn. Đức Mẹ đã đi hết con đường đó khi Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá. Và khi đứng kề bên thập giá Chúa, tim của Mẹ như bị lưỡi đồng đâm thâu. Lúc đó dưới chân thập giá, trái tim của Mẹ đã nên một với trái tim cực thánh của Chúa Giêsu. Trái tim đã bị lưỡi đồng đâm thâu, và từ đó máu và nước chảy ra, tuôn tràn tình yêu và lòng thương xót của Chúa trên toàn cõi thế gian. Nơi trái tim của Mẹ, chúng ta được che chở, chúng ta được ủi an. Chúng ta bước vào câu hỏi thứ ba: tại sao Đức Mẹ lại kêu gọi chúng ta lại siêng năng lần chuỗi mân côi? Thưa là cũng bởi vì vào ngày 13 tháng 10 năm 1917, khi hiện ra với ba trẻ, Đức Mẹ đã tự xưng Đức Mẹ chính là nữ vương rất thánh mân côi. Và Đức Mẹ đã tỏ cho biết là trong tất cả
những việc mà chúng ta làm để tỏ lòng sùng kính mẹ, thì việc mà chúng ta siêng năng lần chuỗi mân côi đó là việc làm đẹp lòng Đức Mẹ nhất. Bởi vì chuỗi mân côi chính là bản tóm gọn cuộc đời của Chúa Giêsu, cuộc thương khó của Chúa Giêsu, sự chết của Chúa Giêsu, sự sống lại của Chúa Giêsu và cả cuộc đời của mẹ. Khi chúng ta lần chuỗi mân côi, chúng ta mỗi ngày, chúng ta mỗi một gần gũi với Đức Mẹ, gần gũi với Chúa Giêsu hơn. Khi chúng ta lần chuỗi mân côi là chúng ta nhờ mẹ mà chúng ta theo sát Chúa Giêsu trên hành trình đức tin của mình ở trần gian. Thánh Đa Minh cũng đã nói, Đức Mẹ đã hứa cho tất cả những ai là con cái của mẹ siêng năng lần chuỗi mân côi sẽ được Đức Mẹ chở che và cứu thoát khỏi lửa luyện tội. Kính thưa cộng đoàn, qua tất cả những điều trên, chúng ta thấy được tấm lòng bao la từ mẫu của Đức Mẹ Maria dành cho cả thế giới và cho tất cả chúng ta. Và cũng qua những điều trên, chúng ta thấy được Đức Mẹ Maria có tấm lòng thương xót đối với tất cả chúng ta. Và chúng ta có thể dám nói mà không sợ sai lầm rằng Mẹ Maria chính là mẹ của lòng thương xót. Quả thật, bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe trong thánh lễ hôm nay cho chúng ta thấy lòng thương xót của Đức Mẹ Maria. Bài tin mừng hôm nay thuộc lại tiệc cưới tại Cana xứ Galilea. Trong tiệc cưới đó, Chúa Giêsu, các môn đệ và Đức Mẹ đều được mời tham dự. Như chúng ta đã biết, tiệc cưới là bữa tiệc của niềm vui, là một ngày trọng đại của cả đời người. Đó là một ngày trọng đại của cả cô dâu chú rể và hai họ. Thế nhưng điều trớ trêu thay đó là giữa chừng tiệc cưới mà lại hết rượu. Tiệc cưới mà hết rượu thì không còn là tiệc cưới nữa. Lúc đó cô dâu chú rể chẳng còn thấy hạnh phúc nữa, chẳng còn thấy màu hồng nữa, bởi vì họ đang chuẩn bị hứng chịu biết bao nhiêu lời chê bai, dè biểu của thực khách. Đám cưới mà hết rượu, đám cưới mà hết rượu, phải chăng chủ nhà keo kiệt, cô dâu chú rể muốn tổ chức đám cưới để gom tiền người ta? Với một tấm lòng thương xót, Đức Mẹ Maria vẫn luôn dõi theo cô dâu chú rể cũng như là cả tiệc cưới. Đức Mẹ đã thấy được điều đó và Đức Mẹ đã đến nói nhỏ với con của mình: họ hết rượu rồi. Chỉ một lời nói của Đức Mẹ mà Chúa Giêsu đã thực hiện một phép lạ đầu tiên của người ở Cana. Dù rằng cái giờ mà Chúa Giêsu thể hiện vinh quang chưa đến, Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa nước lã thành rượu ngon để làm no say thực khách và để đem lại hạnh phúc trọn vẹn, niềm vui tràn đầy cho cô dâu chú rể, cho cả hai họ trong bữa tiệc cưới ở Cana. Chúng ta thấy sự kiện tiệc cưới giữa chừng hết rượu đó là một sự kiện giống như là tai nạn mà không ai có thể ngờ được. Thế nhưng giữa sự kiện đó giúp chúng ta nhận ra lòng thương xót của mẹ Maria dành cho cô dâu chú rể cũng như toàn thể hai họ. Đức Mẹ đã thương xót cô dâu chú rể. Đức Mẹ không muốn cái ngày vui của họ trở thành một ngày buồn bã, khó quên trong cuộc đời. Đức Mẹ đã thương xót họ và chính nhờ lòng thương xót của mẹ mà Chúa Giêsu đã thể hiện vinh quang của người. Chúa Giêsu đã thể hiện quyền năng của Chúa tại tiệc cưới ở Cana xứ Galilea. Đó là làm phép lạ
hóa nước lã thành rượu ngon không ai có thể làm được từ trước đến giờ. Kính thưa cộng đoàn, lòng thương xót của mẹ đã được thể hiện tại Cana xứ Galilea. Và lòng thương xót của mẹ không chỉ không dừng lại ở tiệc cưới tại Cana, mà lòng thương xót của mẹ còn kéo dài cho đến hôm nay và cho đến ngày tận thế. Như chúng ta đã biết, ở Lộ Đức đã có hơn 2.500 người đã được Đức Mẹ chữa lành khỏi những căn bệnh trầm kha. Và còn hơn thế nữa, nhờ lòng thương xót của mẹ mà Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thoát khỏi một vụ ám sát của Ali Aka tưởng chừng như không thể nào qua được. Và chính nhờ lòng thương xót của mẹ và rất nhiều người trong chúng ta ngồi đây, cũng như rất nhiều người ở trên thế giới đã được chữa lành, đã được an ủi, đã được đỡ nâng, đã tìm thấy được ánh sáng, ý nghĩa của cuộc đời. Như vậy, kính thưa cộng đoàn, chúng ta hãy mời mẹ ngự vào trong gia đình của chúng ta. Chúng ta hãy đón rước mẹ ngự vào trong tâm hồn của chúng ta, để nếu như chúng ta lo lắng bất an thì nhờ lòng thương xót mẹ sẽ ủi an chúng ta và giúp chúng ta được bình an. Nếu như chúng ta đang mê mải trong tội lỗi và cảm thấy rằng mình tuyệt vọng, mình không thể nào vượt qua được, chúng ta hãy cầu xin với mẹ. Lòng thương xót của mẹ sẽ giúp chúng ta vượt qua khổ đau. Lòng thương xót của mẹ sẽ giúp cho chúng ta thoát khỏi tội lỗi. Và lòng thương xót của mẹ sẽ giúp cho chúng ta bước vào một đời sống mới thánh thiện, tốt lành, xứng đáng là con cái Thiên Chúa, xứng đáng là môn đệ của Chúa Kitô. Vậy thì mỗi người chúng ta không chỉ tham dự thánh lễ ngày hôm nay để tỏ lòng tôn kính, tỏ lòng sùng kính đối với Đức Mẹ, nhưng mỗi ngày ước gì chúng ta hãy luôn nhớ lời mẹ dạy, đó là luôn ăn năn sám hối, luôn tôn sùng trái tim mẹ và luôn lần hạt mân côi, để chúng ta luôn sống trong ơn nghĩa của mẹ, và nhờ đó chúng ta được tràn đầy ơn sủng của Thiên Chúa. Amen. Mến chào tất cả quý ông bà anh chị em. Cách đặc biệt đối với những ai từ phương xa đến đây ngày hôm nay, có lẽ cơn mưa nặng hạt sớm làm cho nhiều người không thể đến kịp hoặc không thể đến được trong cái thánh lễ chiều ngày hôm nay. Thế nhưng kính thưa quý ông bà anh chị em, có lẽ sự hiện diện của quý ông bà anh chị em ở đây lúc này bây giờ nói lên cái tâm tình của mỗi người chúng ta dành cho mẹ Maria, nói lên cái tấm lòng của mỗi người chúng ta đối với mẹ Maria, nhất là những người mà từ phương xa đến. Con thấy có những người đến từ lúc 4 giờ, có ai từ phương xa đến mà đến sớm đang ngồi trong nhà thờ, xin giơ tay cho con xem thấy được không? Xin cảm ơn. Kính thưa quý ông bà anh chị em, mỗi độ tháng năm về, tháng hoa, tháng kinh Đức Mẹ, có lẽ chúng ta có thể thấy nhiều giáo xứ, nhiều tín hữu, nhất là những người con cái hiếu thảo của Đức Mẹ, luôn rộn ràng hân hoan để chuẩn bị cho một mùa hoa, một tháng hoa, để dâng lên mẹ những tâm tình biết ơn, những tấm lòng, những lời ước nguyện của mỗi người chúng ta. Và đi xa hơn, có thể thấy nhiều người, nhiều nhóm, nhiều đoàn thể, họ chọn ra những ngày trong tháng năm để đi đến một cái trung tâm thánh mẫu nào đó,
một cái trung tâm hành hương nào đó để bày tỏ lòng yêu mến đối với Đức Mẹ. Các trung tâm hành hương như chúng ta có thể biết như là La Vang, Tà Bao, Bãi Dâu, Núi Cúi. Và cách đặc biệt có lẽ ấn tượng trong trí nhớ của nhiều người trong thành phố này cũng như ở các tỉnh thành lân cận, đó là địa chỉ Fatima Bình Triệu. Vào các ngày 13 và đặc biệt là ngày 13 tháng 5 và 13 tháng 10. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lòng sùng kính của mỗi người tín hữu chúng ta đối với Đức Maria, tấm lòng của mỗi người chúng ta đối với mẹ, có lẽ nhiều người có thể thấy. Và cái tâm tình đó nó cũng có sức để lan tỏa cái đức tin của mỗi người chúng ta, nó có sức để hun đúc cái đức tin của mỗi người chúng ta cho bản thân cũng như cho nhiều người. Thế nhưng đâu là cái tâm tình, cái lòng sùng kính mà Thiên Chúa muốn, mà mẹ Maria mong muốn, mà giáo hội mong muốn nơi mỗi người tín hữu chúng ta khi chúng ta bày tỏ cái lòng yêu mến sùng kính Đức Mẹ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đây cũng là điều mà mỗi người chúng ta cần tìm hiểu, để rồi cái đức tin của mỗi người chúng ta, cái lòng yêu mến của mỗi người chúng ta dành cho mẹ Maria, đó là một cái tấm lòng thực sự. Ở trong hiến chế tín lý về giáo hội, Thánh Công đồng Vatican II dạy cho mỗi người tín hữu chúng ta rằng lòng sùng kính chân chính nó không hệ tại ở cái tình cảm chóng qua vô bổ, và nó cũng không hệ tại ở một cái sự dễ tin hay là một cái sự cả tin phù phiếm. Nếu như nó là chỉ là một cái tình cảm chóng qua thì có thể là chúng ta sốt sắng, chúng ta bị đắn động ở một lúc nào đó mà thôi, nhưng rồi nó lại qua đi mất. Hoặc là nó chỉ là một cái sự cả tin, nhưng là chúng ta nghe ai nói, nghe ai đồn ở đâu đó linh thiêng lắm, ở đâu đó đông người đến lắm, là chúng ta đổ dồn, đổ xô bảo nhau để tìm đến những nơi đó như để tìm kiếm một cái gì đó lợi lộc cho bản thân của mình một cách phù phiếm. Kính thưa quý ông bà anh chị em, một cái lòng sùng kính chân chính nó phải phát sinh từ một đức tin chân thật. Và cái đức tin ấy dẫn mỗi người chúng ta đến chỗ nhận ra cái địa vị cao cả của Đức Maria là mẹ của Thiên Chúa, và thúc đẩy mỗi người chúng ta lấy cái tình con thảo mà yêu mến mẹ. Và không chỉ dừng lại ở đó, mỗi người chúng ta được mời gọi noi gương các nhân đức của mẹ. Đó mới là một cái lòng sùng kính, một cái lòng yêu mến chân thật. Nó phải thôi thúc mỗi người chúng ta nhận ra cái địa vị cao cả của Đức Maria là mẹ của Thiên Chúa. Thôi thúc mỗi người chúng ta lấy cái tình con thảo để yêu mến mẹ. Và chúng ta nỗ lực noi gương các nhân đức của mẹ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có thể nói nhanh một vài cái nhân đức của Đức Maria mà mỗi người chúng ta có thể nói, chúng ta học suốt cả cuộc đời, trong suốt cuộc lữ hành đức tin của mỗi người tín hữu chúng ta trong cuộc sống trần thế này. Đó là nhân đức khiêm nhường, một cái sự khiêm nhường sâu thẳm, để rồi mẹ có thể nhận ra, nhạy bén nhận ra được thánh ý của Thiên Chúa.
nơi cái cuộc đời của mẹ, để rồi mẹ có thể nói xin thưa trước Thiên Chúa, trước cái lời đề nghị khó hiểu của Thiên Chúa, rằng này tôi là nữ tỳ của Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền. Mẹ nhận mình chỉ là nữ tỳ của Chúa thôi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chỉ có một cái sự khiêm nhường sâu thẳm như thế thì con người chúng ta mới có thể nhận ra được thánh ý của Thiên Chúa. Thánh ý của Thiên Chúa đôi khi thật khó hiểu đối với cái suy nghĩ, đối với cái lý trí bình thường của con người. Và với cái tấm lòng khiêm nhường sâu thẳm đó, mẹ đã vâng phục trọn vẹn thánh ý của Thiên Chúa, một cái sự vâng phục trong đức tin. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đôi khi mỗi người chúng ta vẫn đòi hỏi chúng ta phải hiểu chúng ta mới tin, chúng ta phải hiểu chúng ta mới nghe. Trước cái lời đề nghị của sứ thần Gabriel, có thể nói cô trinh nữ Maria hoàn toàn không thể hiểu hết được. Không thể hiểu hết được tại sao Thiên Chúa lại làm những cái điều mà có thể nói nó đi ngược với cái lẽ tự nhiên của con người. Thế nhưng mẹ vẫn xin vâng. Mẹ xin vâng bởi vì mẹ tin. Mẹ tin rằng không có điều gì mà Thiên Chúa không thể làm được. Đơn giản vậy thôi, kính thưa quý ông bà anh chị em. Nhiều khi chúng ta cố gắng, chúng ta tìm cái lý lẽ để chúng ta giải thích tại sao tôi tin, tại sao trời mưa trời gió mà tôi vẫn cố gắng lặn lội đến đây để hiệp dâng thánh lễ tôn vinh mẹ trong ngày 13 tháng 5. Có lẽ những người khác họ không hiểu, có lẽ những người không cùng tôn giáo với chúng ta họ không hiểu, những người không có đức tin họ không hiểu. Nhưng đối với mỗi người tín hữu chúng ta, bởi vì chúng ta tin, cho dẫu có đau chân đi chăng nữa, cho dẫu có mệt đi chăng nữa, nhưng mà chúng ta tin, không có điều gì mà Thiên Chúa không thể làm được. Mặc dù đến có ướt đi chăng nữa thì vẫn tin rằng Chúa sẽ bù lại cách này cách khác. Có phải không quý ông bà anh chị em? Nếu không thì chúng ta đâu có ngồi đây noi gương mẹ Maria, sự khiêm nhường, sự vâng phục trong đức tin. Và chúng ta noi gương mẹ Maria, đó là chúng ta lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành. Đó là cái con đường mà đã dẫn đưa mẹ Maria bước đi trên nẻo đường thánh ý của Thiên Chúa. Cho dẫu những khó khăn thử thách xảy đến, vượt quá trí hiểu, vượt quá sức chịu đựng, có thể nói đối với một con người bình thường, nhưng mẹ Maria đã đón nhận tất cả. Bởi vì mẹ tin vào Thiên Chúa, mẹ tin vào lời của Thiên Chúa, và mẹ mong muốn lời của Thiên Chúa, thánh ý của Thiên Chúa được thành toàn, được thực hiện nơi cuộc đời của mẹ, nơi bản thân của mẹ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, điều đầu tiên ước mong mỗi người chúng ta khi chúng ta cử hành thánh lễ tôn vinh Đức Maria, hoặc khi mỗi người chúng ta bày tỏ một cái lòng yêu mến, một cái lòng sùng kính đối với Đức Maria, chúng ta hãy có một cái lòng sùng kính chân thật. Chúng ta có một cái tấm lòng yêu mến, một cái tâm tình của một người con thảo đối với mẹ thực sự. Và cái tâm tình đó sẽ thúc đẩy và sẽ giúp mỗi người chúng ta được thăng tiến, được biến đổi trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta khi chúng ta noi gương các nhân đức của mẹ, khi chúng ta cố gắng để mẹ dẫn mỗi người chúng ta đến cùng với Đức Giêsu, con yêu dấu của mẹ. Đó là điểm thứ nhất xin chia sẻ với quý ông bà anh chị em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta nhớ lại ngày 25 tháng 3 vừa qua, trong ngày lễ truyền tin, thì Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi toàn thể
giáo hội mời gọi tất cả các tín hữu cầu nguyện để dâng hiến hai nước, đó là Ukraine và nước Nga, cho Đức Mẹ. Dâng hiến Ukraine và nước Nga cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ. Kính thưa quý bà anh chị em, có lẽ nếu như những ai mà quan tâm đến thời sự, có lẽ chúng ta cũng biết ít nhiều cái cuộc chiến cam go giữa Ukraine và nước Nga. Đến ngày hôm nay đã là ngày thứ 78 rồi. Có thể nói biết bao nhiêu tổn thất về vật chất, về tinh thần, về tính mạng của con người đã đổ ra trong cái cuộc chiến giữa hai đất nước này. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ở đây nhắc lại cái sự kiện cũng như gợi lên một cái biến cố thời sự, nhưng con không cố ý để mời gọi quý ông bà, anh chị em để chúng ta bình luận về cái cuộc chiến, xem bên nào là chính nghĩa, xem bên nào là bên sẽ chiến thắng. Chúng ta không bình luận, bởi vì cái điều đấy nó nằm ngoài, có thể nói nó nằm ngoài cái khả năng của mỗi người chúng ta. Cái sự bình luận của mỗi người chúng ta có chăng cũng chỉ là bình cho vui, bởi vì chúng ta có là gì đâu. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thế nhưng cái điều mà con muốn nói với quý ông bà anh chị em ở đây đó là chúng ta hãy đọc cái biến cố nó đang xảy ra ở trên thế giới, nó đang xảy ra ở trong cuộc sống thực tế của con người chúng ta, dưới cái nhìn đức tin của mỗi người chúng ta. Và chúng ta nhìn lại cái kinh nghiệm đức tin của giáo hội, kinh nghiệm đức tin của lịch sử dạy cho mỗi người chúng ta, để rồi mỗi người chúng ta cũng sẽ có thể góp phần của mình trong cái việc mà chúng ta kiến tạo hòa bình thế giới. Có lẽ nói thật là xa vời, thế nhưng kính thưa quý bà anh chị em, đó là chuyện có thật. Cái điều đầu tiên mà chúng ta thấy đó là khi mà chiến tranh nó xảy ra, dường như con người bất lực. Chúng ta thấy Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng chẳng làm được gì. Các nước lân cận, các thành viên này kia có lên án này kia cũng chẳng ăn thua gì. Đứng trước một cái sự dữ, đứng trước một cái sự ác, dường như con người bất lực, và có thể nói cả thế giới bất lực. Và dường như để cho cái sự dữ, để cho cái chiến tranh nó diễn ra theo như một cái sự lèo lái nào đó mà chúng ta thật là khó hiểu, theo như một cái tham vọng nào đó của con người mà chúng ta không thể hiểu hết được. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thế nhưng dưới cái nhìn đức tin của mỗi người chúng ta thấy khi Đức Giáo Hoàng mời gọi tất cả giáo hội, tất cả tín hữu chúng ta cầu nguyện để thánh hiến hai cái đất nước Ukraine và nước Nga cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ, cái điều ấy nó có cái chứng cứ, nó có cái nền tảng trong lịch sử. Chúng ta biết rằng vào ngày 13 tháng 7 năm 1917, cũng là ngày 13 khi mà Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ Lucia, Jacinta và Francisco, thì Đức Mẹ đã nói rằng Đức Mẹ muốn, Đức Mẹ yêu cầu các tín hữu hãy cầu nguyện để thánh hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của Mẹ. Chúng ta nhớ năm 1917 nhá. 13 tháng 7 năm 1917. Lúc đấy thì chúng ta biết là thế giới của chúng ta nó đang ở trong cái cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Và nước Nga lúc đấy thì nó cũng là một cái tiêu điểm ở trong cái chiến sự của thế giới. Và nữ tu Lucia, có nghĩa là một trong ba trẻ mà được chứng kiến cái nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra, thì nữ tu đã kể lại rằng Mẹ Maria nói với chị rằng nếu như yêu cầu của Mẹ
được chú ý, nước Nga sẽ hoán cải và sẽ có hòa bình. Nếu như cái yêu cầu của mẹ được chú ý thì nước Nga sẽ hoán cải và sẽ có hòa bình. Nếu không, sẽ nước Nga nó sẽ gieo rắc sự sai lầm của nó ra khắp thế giới, gây ra chiến tranh và đàn áp nhân loại, đàn áp giáo hội. Đây là cái lời của Đức Mẹ nói với Lucia vào ngày 13 tháng 7 năm 1917. Kính thưa quý ông bà, anh chị em. Và sau đó cái mặc khải của mẹ Maria với Lucia đã được các đức giáo hoàng thực hiện. Sau những lần hiện ra ở Fatima thì nhiều đức giáo hoàng đã thánh hiến thế giới cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ, đã thánh hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ. Và nhờ đó mà thế giới có lại được cái hòa bình. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta đọc lại biến cố lịch sử, chúng ta nhìn lại cái biến cố hiện tại đang diễn ra, để chúng ta thấy tại sao Đức Giáo Hoàng mời gọi mỗi người chúng ta làm cái điều đó. Chúng ta biết cái sứ điệp trọng tâm của Đức Mẹ. Khi Mẹ hiện ra tại Fatima, Mẹ đã mời gọi toàn thể thế giới, đó là hãy biết hoán cải. Bởi vì con người nhân loại hôm nay đã mắc nhiều sai lầm, đã phạm nhiều tội lỗi làm mất lòng Chúa. Chính vì thế Mẹ mời gọi, Mẹ mặc khải cho ba trẻ hãy phổ biến cho toàn thể giáo hội, cho tất cả các tín hữu biết rằng hãy lần hạt mân côi để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Nếu không thì chính con người sẽ phải gánh chịu cái sự hủy diệt do cái sự ép mà con người gây ra, do con người đã lạc đường, lạc lối khi mà không biết nhận ra được cái tình thương, không biết nhận ra cái con đường của sự sống, con đường của Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, như thế mỗi người chúng ta có thể nói Đức Maria có một cái vai trò đặc biệt ở trong đời sống giáo hội. Mẹ có một cái vai trò đặc biệt ở trong cái thế giới nhân loại của chúng ta. Khi mà mẹ thấy nhân loại của chúng ta, mẹ thấy thế giới của chúng ta, mẹ thấy giáo hội của chúng ta mà chuẩn bị vấp phải những cái sự nguy hiểm, vấp phải những cái đau khổ cùng cực, thì mẹ đã can thiệp cách này, cách khác. Nếu như chúng ta đọc lại lịch sử của giáo hội, chúng ta thấy khoảng 2 thế kỷ gần đây thì có rất nhiều cuộc hiện ra của mẹ Maria ở chỗ này chỗ khác, ở nước này nước khác, để nhắn nhủ, để nhắc nhở các tín hữu biết hoán cải, biết trở về với Chúa để có được cái sự bình an, có được cái hòa bình trong đời sống xã hội, trong thế giới hôm nay. Có lẽ mỗi người chúng ta khi chúng ta cầu nguyện với mẹ, khi mỗi người chúng ta cử hành thánh lễ tôn vinh mẹ, chắc chắn mỗi người chúng ta thấy được cái chứng tá, cái mẫu gương đức tin, mẫu gương sống tin mừng của mẹ Maria. Đó là điều trước hết. Và điều chắc chắn đó là mỗi người chúng ta đến đây, chúng ta là những người tin cậy vào cái sự chuyển cầu của mẹ Maria. Chúng ta tin tưởng vào cái hiệu quả, cái sự bảo trợ của mẹ Maria dành cho con người nhân loại, dành cho mỗi người chúng ta. Nếu như mỗi người chúng ta là những người đã từng cảm nghiệm và đón nhận được hồng ân của Thiên Chúa qua đôi bàn tay của mẹ. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cảm nghiệm được cái tình thương của mẹ Maria dành cho nhân loại, Cha Thánh Gioan Marie Vianney, Ngài đã xác tín rằng
Đức Maria, Đức Trinh Nữ Maria thường được con người chúng ta gọi là mẹ, được so sánh như là một người mẹ tuyệt hảo. Và có thể nói mẹ Maria vượt hơn hết tất cả những bà mẹ tốt lành ở trên thế giới này. Đó là bởi vì cái trái tim của mẹ luôn tràn đầy lòng thương xót. Một cái ước muốn duy nhất mà mẹ mong muốn nhìn thấy, đó là mẹ nhìn thấy con cái của mẹ, nhìn thấy các tín hữu được hạnh phúc. Khi chúng ta chiêm ngắm mẹ Maria, chúng ta tôn vinh mẹ Maria, chúng ta hãy nhìn từ nơi cung lòng của mẹ. Chính cái cung lòng ấy đã cưu mang Đức Giêsu. Chính cái cung lòng ấy đã cho Đức Giêsu một cái dòng máu tinh tuyền, và cái dòng máu ấy đã đổ ra để cứu độ toàn thể nhân loại chúng ta. Cũng chính nơi cái cung lòng ấy mà thiên thần Gabriel, thánh thần của Thiên Chúa, cũng cảm thấy vui mừng vì được cư ngụ nơi cung lòng của mẹ. Chìm ngắm mẹ Maria, ước mong mỗi người chúng ta sẽ khám phá ra được cái tình thương của mẹ dành cho tất cả chúng ta, từng người chúng ta. Chúng ta đến với mẹ, dâng lên mẹ tất cả những ý nguyện của mỗi người chúng ta. Và có lẽ quý bà anh chị em có thuộc cái kinh là kinh Hãy Nhớ. Xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến kêu cầu với mẹ mà mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con hết lòng trông cậy than van, chạy đến kêu cầu. Ước mong mỗi người chúng ta đến đây với mẹ ngày hôm nay, hiệp dâng thánh lễ ngày hôm nay, chúng ta sẽ được mẹ đoái thương, sẽ được mẹ nhìn đến những ước nguyện của mỗi người chúng ta. Xin Đức Mẹ bảo trợ cho từng người chúng ta, cho gia đình của mỗi người chúng ta, cho cộng đoàn của chúng ta, cho giáo xứ của mỗi người chúng ta. Trong cái sự bảo trợ yêu thương của mẹ Maria, chúng ta tin tưởng và tràn đầy hy vọng chúng ta có được bình an của Thiên Chúa. Chúng ta sẽ bước đi trong ánh sáng tình thương và ân sủng của Chúa. Amen. Kính thưa quý bà anh chị em, con chọn những bản văn của phục vụ lễ hôm nay rất ngắn để có thời gian nói dài hơn một chút. Chắc có lẽ quý bà anh chị em ngồi đây, chúng ta với lòng yêu mến Đức Mẹ cũng như với lòng yêu mến Chúa, chắc có lẽ giảng nhờ đến trưa quý bà anh chị em cũng rất sẵn sàng. Kính thưa quý bà anh chị em, chúng ta thấy câu chuyện mà Thánh Luca vừa trình bày cho mỗi người chúng ta qua trang tin mừng rất ngắn ngủi, có hai câu, chương 11 từ câu 27 đến câu 28. Có lẽ nó cũng xảy ra rất thông thường và không ít thì nhiều trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cũng gặp phải, cũng như chúng ta đã gặp những cái tình huống tương tự như thế. Ví dụ như là chúng ta thấy một đứa trẻ hay một ai đó có những lời nói, có những hành động hay có những việc làm tốt, việc làm đáng khen, thì chúng ta thường đặt ra những câu hỏi, đó là cháu con ai, hay là cháu tại sao mà cháu được khôn ngoan như thế, ba mẹ cháu sao mà tài giỏi thế, có được một đứa con ngoan như thế. Và thưa quý vị anh chị em, cái bối cảnh đó diễn ra trong trích đoạn tin mừng ngày hôm nay, khi mà những người phụ nữ Thánh Luca miêu tả cho mỗi người chúng ta, từ đám đông dân chúng khi nghe Chúa Giêsu giảng dạy những lời giáo huấn, những lời mà chính Kinh Thánh mặc khải cho mỗi người chúng ta, thì họ thốt lên rằng phúc thay người nữ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Một câu nói dường như chúng ta thấy đem lại sự an lòng, hay cũng như đem lại một điều gì đó thiết nghĩ rằng bà mẹ nào nghe được những lời nói đó thì cũng rất phấn khởi và rất ưng ý về người con của mình. Nhưng thưa quý bà anh chị em, con mượn điều đó để nói lên và nêu lên cho chúng ta một vài tâm tình trong việc và trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Chúng ta thấy ngay trong giây phút này, chúng ta tự hỏi cách sống niềm tin của mỗi người chúng ta có giúp cho những người xung quanh nhận ra
căn tính của người Kitô hữu chúng ta hay không? Đã nhận ra hình ảnh của Đức Kitô nơi con người của mỗi người chúng ta là những người mang danh là người con của Chúa, là người được chính Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn, mời gọi gia nhập vào gia đình của Ngài. Chúng ta sống niềm tin của chúng ta thế nào đã thật sự là dấu chỉ cho sự hiện diện của Thiên Chúa trong chính môi trường gia đình, trong chính môi trường của xã hội chúng ta hay chưa? Bởi lẽ thưa quý vị anh chị em, chính cách sống, chính những hành động biểu lộ ra bên ngoài có tầm ảnh hưởng không nhỏ đến việc đánh giá về con người, về lối suy nghĩ và về cách sống niềm tin của mỗi người chúng ta. Mặt khác thưa quý vị anh chị em, chúng ta nhìn rộng ra trong một thế giới mà dường như truyền thông xã hội đang phổ biến, đang ngày mỗi ngày trở nên phong phú hơn, có mức độ lan rộng rất nhanh và chi phối rất nhiều lĩnh vực trong đời sống của con người, thì dường như chúng ta cần phải cẩn trọng hơn trong việc nhận định và đánh giá nhau, đánh giá một sự kiện nào đó qua những phương tiện truyền thông đại chúng hay qua những cử chỉ bên ngoài, qua cách hành xử của mỗi người chúng ta. Vì chúng ta có thể nhận xét nơi mỗi người chúng ta là chưa đúng, đôi lúc chúng ta cũng là những con người vẫn còn những giới hạn, có những nhận xét chủ quan hay những nhận xét của ta có thể chưa phản ánh hết cái sự thật của một sự việc về một con người hay về một vấn đề nào đó. Từ đó đã tạo ra những hiểu lầm, hiểu sai về những người anh chị em của mình, về những sự kiện mà chúng ta chứng kiến, gây ra những sự mất lòng cho nhau và trở nên gương xấu về đời sống tương quan giữa người với người, và càng tệ hơn nữa là trở nên gương xấu là người con của Chúa trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Vì thế ngày hôm nay chúng ta quy tụ lại để tôn kính mẹ Maria, thì chúng ta hãy học theo nơi gương mẹ Maria, chúng ta hãy sống lời mời gọi của Đức Maria là thay đổi đời sống, hoán cải đời sống, là yêu mến Thiên Chúa, để cho đời sống của mỗi người chúng ta ngày mỗi ngày biết gột rửa đi những giới hạn, ngày mỗi ngày biết thay đổi đời sống, thay đổi cái não trạng, thay đổi cái lối suy nghĩ của mỗi người chúng ta, biết hành động trong sự thật là người con của sự công chính và chính là người con của Thiên Chúa. Hãy sống niềm tin của mỗi người chúng ta trở nên ánh sáng, trở nên dấu chỉ cho chính tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa trong những môi trường mà mỗi người chúng ta đang hiện diện. Tiếp đến thì quý bà anh chị em, nếu thử hỏi tại sao Đức Maria, một con người rất đỗi bình thường và giản dị dưới cái nhìn của những người Do Thái lúc bấy giờ, lại được nhiều hồng ân, được nhiều ân sủng và làm được nhiều điều lạ lùng như thế, thì có lẽ đại đa số chúng ta trả lời rằng vì cái số của mẹ đã được chọn làm mẹ của Chúa Giêsu. Trả lời như thế thì quý bà anh chị em không sai, nhưng lại dễ đưa ra, đó là đưa cho người khác đến những cái ngộ nhận và đến những cái lầm tưởng. Cái ngộ nhận và cái lầm tưởng thứ nhất chúng ta có thể nghĩ đến, đó là mẹ được diễm phúc như thế chỉ vì mẹ là mẹ của Chúa Giêsu, chứ thực ra mẹ đâu có cái công trạng gì. Cái điều thứ hai chúng ta có thể nghĩ đến là mẹ được diễm phúc như thế chỉ vì mẹ là, chúng ta thấy mẹ được cái đặc ân mà chính Thiên Chúa tuyển chọn. Vì thế làm sao chúng ta có được những cái đặc ân đó khi chính Thiên Chúa không tặng ban? Đó là mẹ của Chúa Giêsu, thì làm sao chúng ta được hưởng những cái hồng ân hay bằng như mẹ mà chúng ta phải ganh đua hay chúng ta phải đố kỵ? Và thưa quý vị và anh chị em, câu trả lời xứng đáng, câu trả lời xác đáng nhất cho mỗi người chúng ta về hình ảnh, về con người Đức Maria, đó là câu trả lời
chính xác nơi Chúa Giêsu đã nói qua trang tin mừng ngày hôm nay: phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Quả thật chúng ta không thể bàn cãi những ân sủng mà mẹ được hưởng là do hồng ân nhưng không của Thiên Chúa ban tặng, dành riêng cho mẹ đã đành. Thế nhưng mẹ cũng đã biết cộng tác sức lực và khả năng của mình vào đó. Sự cộng tác của mẹ là lắng nghe, tuân giữ và thực hành lời Thiên Chúa, tận dụng mọi tính cách của một thiếu nữ miền quê, đó là sẵn sàng với một con người rất khiêm tốn, tận tụy và vâng phục để sống lời Thiên Chúa, khởi đi từ lời xin vâng trong biến cố truyền tin. Và mẹ đã đồng hành trong suốt hành trình sứ vụ của Chúa Giêsu từ chính cung cách sống của mẹ Maria, đó là lắng nghe và tuân giữ lời của Thiên Chúa. Và thưa quý bà anh chị em, hình ảnh của Đức Maria như thế, cuộc đời con người của Đức Maria là như thế, thì gợi lên cho mỗi người chúng ta bài học gì, những bài học gì trong cuộc sống hiện tại của mỗi người chúng ta. Chúng ta thấy lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa, đó là tìm hiểu thánh ý Thiên Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống. Chúng ta cũng là những con người được chính Thiên Chúa cho nghe lời của Ngài, nhưng thử hỏi trong mọi biến cố, trong mọi khó khăn của cuộc sống, chúng ta đã thật sự lắng nghe được tiếng Chúa nơi những sự việc đó chưa, thưa quý bà anh chị em? Trong cái nhịp sống của cuộc sống của xã hội ngày nay, để lắng nghe những nhu cầu của người xung quanh, để lắng nghe được sự thật trong những sự kiện diễn ra hàng ngày, thực không dễ chút nào, thưa quý bà anh chị em. Bởi cái ồn ào nơi các phương tiện, tiếng ồn ngay trong tâm trí của mỗi người chúng ta, bởi những tính toán mưu sinh cho cuộc sống và trong những đam mê đang ẩn nấp nơi cõi lòng của mỗi người chúng ta. Và lại càng khó hơn cho ta khi lắng nghe những nhu cầu và lời mời gọi nơi tâm hồn của mỗi người chúng ta, trước những giá trị của tin mừng, trước những lời giảng dạy của giáo hội, mà đã không lắng nghe được thì cũng khó có thể tuân giữ và thực hành lời của Thiên Chúa nơi cuộc đời của mỗi người chúng ta. Nhưng Đức Maria đã làm được điều đó, thưa quý bà anh chị em, bởi mẹ đã cảm nhận được rằng vì yêu nhân loại, Thiên Chúa đã ban chính con một của Ngài cho mỗi người chúng ta. Và cũng vì tình yêu, Thiên Chúa lại ban cho một người phàm được trở thành mẹ Thiên Chúa. Và một điều mà mẹ chẳng bao giờ dám tưởng, nhưng nay Thiên Chúa đã thực hiện nơi chính con người, nơi chính cuộc đời của mẹ. Đứng trước tình yêu đó, chúng ta thấy mẹ đã không ngần ngại thưa tiếng xin vâng với thánh ý Thiên Chúa. Mẹ đã đón nhận lời Thiên Chúa và làm cho lời ấy triển nở trong cuộc đời của mẹ bằng chính việc thực hành lời Thiên Chúa trong tình liên đới với tất cả nhân loại, với mỗi người chúng ta. Và trong sự tín thác và cộng tác vào chương trình cứu độ của chính Thiên Chúa, thì mẹ đã là cầu nối để ơn cứu độ của Thiên Chúa đến với mỗi người chúng ta. Và cũng chính bằng việc lắng nghe được tình yêu của Thiên Chúa dành cho cuộc đời của mẹ, nên trong những thử thách trong hành trình đời sống đi theo người con của mình, mẹ vẫn đủ sức, vẫn can đảm và đón nhận tất cả trong thánh ý Thiên Chúa và trung thành với thánh ý Thiên Chúa. Thưa quý bà anh chị em, tất cả mỗi người chúng ta phải khẳng định một cách rõ ràng một điều rằng, bằng cách này hay cách khác, Thiên Chúa đã, đang và sẽ yêu thương mỗi người chúng ta. Chẳng hạn như Chúa yêu ta cho được làm con của Chúa, cho ta còn đủ sức khỏe, còn sống sót để hiện diện nơi này chính trong giây phút hiện tại này, còn ban cho mỗi người chúng ta lời của Ngài để hướng dẫn cuộc đời của mỗi người chúng ta,
hay biết bao hồng ân khác trong đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng ta qua các bí tích, và đặc biệt là việc hứa tặng ban ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta. Bởi đó, thưa quý bà anh chị em, không ai có thể phủ nhận rằng đó không phải là do tình yêu của Thiên Chúa ban tặng một cách nhưng không cho mỗi người chúng ta. Vấn đề là chúng ta chuyển hóa, chúng ta tiêu hóa cái tình yêu đó, ân sủng của Thiên Chúa trong đời sống của mỗi người chúng ta bằng một đời sống cụ thể như thế nào. Đó mới là vấn đề mà Thiên Chúa muốn nơi cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy noi gương mẹ Maria, đó là hãy biết lắng nghe nhịp sống hàng ngày, lắng nghe những đòi hỏi của giá trị tin mừng bằng một tấm lòng yêu mến thật sự. Chính việc lắng nghe với một thái độ chân thành như mẹ sẽ giúp cho mỗi người chúng ta biết đáp trả lại tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Tình yêu đấy đến trực tiếp từ chính Thiên Chúa, và tình yêu đó mỗi người chúng ta đáp trả bằng thái độ sống đức tin của mỗi người chúng ta trước những đòi hỏi của tin mừng và trước lời dạy của giáo hội. Chính khi ấy chúng ta đang biến đổi đời sống của mỗi người chúng ta, thưa quý bà anh chị em, biến đổi đời sống của mỗi người chúng ta trở nên những con người hữu ích hơn, trở nên những con người giúp ích cho những người xung quanh, để chính những việc tốt đẹp của mỗi người chúng ta đang làm, mỗi người chúng ta đang thể hiện, đó chính là những bông hoa để chúng ta dâng lên mẹ Maria, để cùng với mẹ Maria chúng ta tạ ơn Thiên Chúa về cuộc đời của mỗi người chúng ta. Hạnh phúc được làm con Chúa, hạnh phúc có được đức tin, hạnh phúc vì nhận ra được sự sống vĩnh cửu để mỗi người chúng ta thi hành trong cuộc sống hiện tại. Vì thế thưa quý bà anh chị em, mỗi người chúng ta đã bỏ thời gian, bỏ công sức đến đây để dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn cho chính bản thân mỗi người chúng ta, tạ ơn cho gia đình chúng ta, tạ ơn cho tất cả mọi người trên thế giới này, thì chúng ta cũng hãy xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta biết nhận ra thánh ý Thiên Chúa, biết đón nhận lời của Ngài, và dọn tâm hồn của mỗi người chúng ta có chỗ cho lời của Ngài cư ngụ, và lời ấy chúng ta xin Chúa cho phát triển trong tâm hồn chúng ta, để chúng ta trở nên những con người tốt, trở nên những con người xứng đáng, trở nên những người con của mẹ, và từ đó chúng ta biết tạ ơn Thiên Chúa về những hồng ân đó qua cách sống cụ thể, qua những việc làm tốt nơi đời sống chúng ta. Amen.